chào đến tất cả quý bậc trưởng thượng, quý chú bác và quý anh chị em. Lời đầu tiên, Huy Đức xin gửi lời chào, chúc sức khỏe tới tất cả anh chị em và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Hôm nay lại gặp anh chị em trên trên mạng xã trên online again, right? Hiện tại bây giờ là 7:12 tối ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 6, cũng là 9:12 phút sáng thứ hai ngày 25 tháng 6 giờ Việt Nam. Thưa quý ông bà và quý anh chị em, theo như cái thông báo mà Huy Đức có gửi ra đó, theo như thông báo Huy Đức có gửi ra đó, đến với cái chương trình Tôi Nói Cho Dân Tôi Nghe, chứ không phải nói cho vẹm nghe. Tại vì tội vẹm á thì nó không có nghe, nó chửi không á. Nó vô nó chửi mình tâm lum tả lạ mà nó không có chịu nghe, nó không có chịu phản biện, nó không có chịu phân tích, nó không gì hết á. Nó chỉ biết chửi. nó vô nó chưa nghe gì đó. À, nó chưa có chịu nghe gì đó là nó chửi cái đã. Mà nó không biết nó chửi cái gì luôn anh chị em. Nó chưa nghe, nó vô lại chửi liền à. Vô lại chửi liền à. Khỏi cần nghe, khỏi cần gì hết. Hình như là tụi này bị bệnh, tụi nó bị bệnh mà nó không hiểu nói, thiệt là tình luôn. Thà là nó nghe phải không, nếu mà nó nghe đó mà nó nghe mà mình nói bậy rồi này nọ, nó chửi thì mình cũng chịu đi. Đây nó chưa có nghe gì hết, nó vừa vô diễn đàn là nó chửi lên liền. Hình như là tụi này nói sanh ra nó là như vậy rồi anh chị em đó, rồi. Trong cái chương trình hôm nay đó, nó có nhiều đề tài rất là hấp dẫn thưa quý ông bà và anh chị em. Đề tài vui cũng có, mà đề tài giận cũng có, bực mình tức cũng có, nó đủ thứ. Cái đầu tiên đó là dân mình ngộ quá phải không em? Mình muốn hỏi mấy cô mấy nàng ở trong Việt Nam đó, là các em thấy dân mình có ngộ không? Thanh niên Việt Nam có ngộ không? Mình ở ngoài là mình thấy rất là ngộ, phải không? Rồi, cái câu mà hôm trước có mấy cô hỏi tôi là anh Huy Đức ơi, tại sao anh nói đó là khi mà Việt Nam mà bị tàu nó đô hộ đó thì người đàn ông Việt Nam sẽ là người bị giết trước mà không phải là phụ nữ. Ok, chút nữa trả lời câu đó hỏi đó ha. Hôm nay tôi phát hiện ra được một cái tờ báo của tàu, họ đã đăng lên một cái tờ báo, họ gọi Việt Nam của mình là tỉnh Nam, tỉnh Nam đó anh chị em, tức là họ gọi mình là một tỉnh rồi. Và họ mị dân Tàu đó, họ cho rằng những cái cuộc biểu tình ở Việt Nam đó là người Việt chúng ta ủng hộ, kêu gọi người Tàu cho Việt Nam sáp nhập với họ. Họ viết một bài báo rất là mất dạy, rất là lưu manh thưa quý ông bà và quý anh chị em. Cái thứ ba là tại sao chúng ta bị tụi Tàu nó chọn ba địa điểm phong thủy, và ba cái địa điểm phong thủy đó là ba cái địa điểm tử huyệt của Việt Nam mình, và nó chọn ba cái địa điểm đó để làm đặc khu. Rồi là cũng là tại sao dân Việt Nam mình cho Tàu cái cơ hội tuyên truyền như vậy, tại sao dân Việt Nam mình lại cho tụi Tàu một cái cơ hội để mà tụi nó tuyên truyền. Rồi cái vấn đề mà ngày hôm nay anh chị em thấy rất là nhiều tin tức đưa lên mạng, đó là Lào Cai, đó là mưa lũ chết người, nước tràn về, nước chảy ao, nước ào ào tràn về đó thưa quý vị bà. Thực ra đó thì cái này là mưa lũ thiên tai hay là xả lũ, tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy. Ok, tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy. Tôi đã nói thằng Việt Cộng này hễ mà láo cái gì là bị cậu Chính dịnh cái đó, mày láo cái gì là cậu Chính dịnh mày cái đó thôi. Chứ không thể mà bỏ qua cho tụi này được, không được, phải dịnh tụi nó. Ok, rồi. Khi mà mình biểu tình á, mình phải xác định được cái mục đích mình biểu tình là biểu tình vì cái gì. Mình biểu tình vì cái gì? Và làm sao biểu tình cho nó có hậu quả? Làm sao nó biểu tình cho nó có hậu quả? Mình biểu tình đó không phải là đi dạo phố, đi biểu tình không phải là đi dạo phố, không phải là đi chơi, thấy đông vui đi, đông quá vui đi chơi theo, nó không phải là như vậy. Và biểu tình vì cái mục đích gì mà mình đi biểu tình, mình phải xác định được cái lập trường của mình phải xác định được cái tư tưởng của mình, rồi xong mình mới đi. Mà mình đi là phải có kết quả, rồi mình tiếp tục cái công cuộc này hay là mình chết. Ok, đó là cái đề tài hôm nay mà Huy Đức sẽ gửi đến và chia sẻ cùng với quý ông bà và quý anh chị em. Đó là cái agenda hôm nay nói chuyện, và tập tài liệu cũng là một sách
À, tài liệu cũng là một sách. Rồi. Hôm nay có nhận được, hôm trước có nhận được và hôm nay cũng có nhận được hai người bạn. Người bạn thứ nhất, không biết rằng là cái anh bạn này anh mến mình hay là anh cùng có cái ăn cơm nhà vác ngà voi giống như mình, chắc thông cảm được. Anh cho em share ra nha, anh cho em kéo bạn bè vô nghe đây. Khi mà bắt đầu vô đề tài chính nó rất là quan trọng, thành ra trong cái khoảng thời gian này mà Huy Đức đang đang nói đề tài vui đó, anh chị em cứ kéo bạn bè vô, kéo bạn bè vô càng đông càng tốt, share ra càng tốt. Một người biết thì sẽ triệu triệu người biết. Chúng ta phải làm truyền thông vết dầu loang như vậy nó mới có hiệu quả được. Thành ra anh chị em cứ kéo bạn bè vô. À, rồi nhận được hai cái messenger. Một cái đó là anh Huy Đức ơi, anh có dùng PayPal không? Cho cái email của anh để em gửi, để mà biếu tặng anh $150 để phụ mua mực. Mình chưa trả lời anh chị, mình không trả lời. Ngày hôm qua cũng có một người nữa, gửi cho mình một cái message cho em ủng hộ $500 để phụ giấy tờ với mực của anh, và yêu cầu anh livestream nhiều, chia sẻ, tức là anh bỏ công tụi em bỏ của. Nghe đã quá không anh chị em, nghe những cái đó là mình giống như là mình lên tinh thần. Nhưng mà để trả lời cho các bạn biết, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng hai bạn rất là nhiều. Hai người bạn đã gửi cái messenger cho tôi chân thành cảm ơn rất là nhiều. Công đức vô lượng, công đức vô lượng. Ok, công đức các bạn vô lượng. Nhưng mà tôi đã nói rồi. Nếu, tôi dùng chữ nếu thôi chứ thực sự tôi không thích đâu. Nếu mà tôi làm Tổng thống Việt Nam hậu Cộng sản, ăn hối lộ một đồng, tôi bắn bỏ. Huống hồ gì hai bạn là đã muốn gửi tặng cho tôi là bao nhiêu? $650. $650 tôi bị bắn 650 lần. 650 lần vì cái tội nhận tiền của quần chúng. Thành ra cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Xin giữ cái số tiền đó lại. Cái số tiền mà các bạn muốn ủng hộ, giữ lại và làm những cái công chuyện khác. Tôi sẽ không bao giờ nhận bất cứ một đồng nào của bất cứ một người nào. Đó là hành vi tạo điều kiện cho mình cái thói quen hối lộ. Đó là cái hành vi tạo điều kiện cho mình cái thói quen hối lộ. Chưa đổ ông nghè mà đã nhận tiền của quần chúng rồi. Và khi mà có cái quyền hạn trong tay thì như thế nào nữa? Hả? Thành ra tôi đã nói mà nhiều lần tôi đã nói với quý vị là tôi thích đi bắn nai, tôi thích đi câu cua ngoài biển, tôi thích đi tàu ra ngoài biển, chứ tôi không thích tham chính. Tại vì tham chính rất là đau khổ, rất là mệt. Nói xin lỗi, mình ngủ trong buồng mình á, là hai thằng á là gạt đà con nó canh ngoài cửa, rất là khó chịu. Lỡ mà mình có ạch với bà xã trong, mà cứ nghĩ là hai cái thằng canh cửa nó đứng ở ngoài làm sao làm ăn gì đấy, không? Thành ra nó mất tự do hoàn toàn. Thành ra tôi thấy là mấy sếp của tôi nó nói thôi đâu không, để mình tự do, mình tự tại. Mùa đi bắn nai, xách súng đi núi bắn nai, đi vô rừng bắn nai. Mùa đi bắn heo rừng, mùa đi câu cua, mùa đi câu tôm. Thấy sung sướng không? Thấy tự do không? Rất là tự do, không có ai kèm kẹp cái mình muốn làm cái gì mình làm, không có ai theo dõi mình, không có ai đi theo mình. Rồi báo chí mà lỡ mà vợ mình giận mình không nắm tay rồi nó cũng đưa lên báo rồi, tôi thấy tội nghiệp bớt của tôi đó. Bà vợ ổng là dặn cái gì không nắm tao, bà ổng trời ơi, báo chí CNN rồi nó khai thác, nó đưa lên là rất là phiền phức. Give me break, ok? Thành ra mình nói no, it's not. Nhưng mà mình đã nói rồi, nếu trong cái trường hợp mà mình có power, cái đầu tiên để cho đất nước lớn mạnh là cái guồng máy cầm quyền, là cái guồng máy chính phủ tuyệt đối không cho phép hối lộ. Dù một đồng, bắn bỏ. Trả lương cho họ đầy đủ để họ làm việc và nuôi vợ nuôi con, không bạc đãi họ với cái đồng lương. Nhưng mà nếu mà họ phạm pháp là phải xử ngay tức khắc, từ cái thằng đầu não tới cái thằng lính, chứ không thể chấp chứa được. Thành ra đó là cái quy luật của tôi. Hello mình ơi,
Em ơi, cho tiền anh mua mực không? Hello? Cho chứ không? Cho không? Bà xã mình bà chịu chơi vậy đó. Mình hết tiền là mình kêu là nhà băng của mình phải chi tiền ra. Chưa bao giờ say no cả. Bà xã mình rất là ngộ. Nó không giống như những bà xã khác anh chị em. Có một lần đi biểu tình, mình làm biến, biết không? Mình làm biến ngay lúc đó rủ bạn đã lên list là đi bắn rồi. Mà anh chị em biết mỗi lần đi bắn là cả tuần mình lên list thì có cái phái đoàn gì cộng về mà không đi biểu tình. Mình nói thôi anh không đi biểu tình. Bả giận mình 3 ngày. Ok, giận mình 3 ngày. Và nói chứ là kể như đàn ông gì mà làm biến. Đàn ông là đội trời chân đạp đất. Mà không lo quốc gia dân tộc mà lo đi chơi. Đó, thành ra mình rất là chịu cái bà xã này. Bà xã này là thực sự ra đó là bà có cái quan niệm, bà xã mình này có quan niệm giống như mình, tức là đặt quốc gia và dân tộc lên trên hết tất cả. Lên trên hết tất cả. Đó, vì vậy cho nên thưa quý ông bà và quý anh chị em, tôi nói cái màn mà tôi nói hết mực đó có một ý khác. Có một cái cô nào đó có viết lên cái thread chat hay một anh nào đó nói rằng cái anh Quy Đức này cứ than hết mực hoài. Mình nói rằng là hiểu đi. Trời, mình có một cái ý khác. Mình có cái ý khác là than hết mực là để làm gì? Để người ta nghĩ rằng là cái viết của mình đã hết mực, không xài được. Đó, để chi? Để mình có thời gian để làm việc chứ. Chứ bây giờ anh chị em cứ nghĩ mà nó cứ pin 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 hoài. Anh ơi, anh có vợ chưa? Anh ơi, là anh đang ở đâu? Anh bao nhiêu tuổi? Cha mẹ mấy đứa? Anh em mấy người? Trời, cứ lo mà trả lời như vậy làm sao còn thời gian? Làm sao còn thời gian để mà đi tìm tài liệu để nói chuyện với anh chị em? Thấy không? Cứ nghĩ đi, suy nghĩ điều đó. Đúng không? Thành ra mình muốn né, phải không? Mình không trả lời đó thì bị là nói là làm chảnh. Mình không trả lời thì bị chụp cho cái mũ làm chảnh. Mà ngồi trả lời hoài những cái PM đó thì mình không còn thời gian để làm việc. Thành ra mình nói là với các bạn là gì? Là hết mực rồi. Ok, không xài được. Hết mực rồi. Leave me alone. Phải chơi cái chiêu đó. Cái chỗ mà nguy hiểm nhất là cái chỗ an toàn nhất. Không có chỗ nào trốn mà an toàn bằng chui vô quan tài cả. Không có, người ta đi tìm mình á. Người ta đi tìm mình á, thưa quý ông bà và quý anh chị em, có nghĩ là cái thằng này chui vô hòm trốn không? Không có, không ai nghĩ điều đó. Nhưng mà mình chui vô hòm mình trốn là an toàn nhất, người ta không tìm ra mình. Thành ra mình nói là em chết rồi, không? Em chết rồi, đừng tìm em nữa, leave me alone, ok, để cho em làm việc đó. Đó, cái đó là cái chiêu, ta nói cái đó là cái chiêu đó là như vậy. Mà có một người nói mình đang chơi chiêu, người ta hiểu anh chị em. Cái người bạn đó hiểu liền, nói biết chứ, biết anh đang chơi chiêu chứ, nhưng mà chọc anh ơi, không như vậy anh chị em thông cảm chứ. Mà thật sự ra đó thưa quý ông bà và quý anh chị em, tôi rất là cảm ơn hai người bạn đã gửi cho tôi cái messenger và nói xin ủng hộ. Nhưng mà các bạn tôi hồi hướng cái công đức đó, tôi hồi hướng cái công đức đó sẽ tới cho mọi người. Và các bạn yên tâm, tôi không bao giờ nhận bất cứ về vấn đề tiền bạc. Cái người làm chính trị không bao giờ để dính líu đến tiền bạc, ok, không bao giờ dính líu những cái đó, nó sẽ thiêu mình cháy và tôi không cho phép. Tôi đã nói rồi, tôi mà một người lãnh đạo thì lính cấp thuộc hạ của tôi, đứa nào tham nhũng tôi bắn bỏ lại, không chấp chứa. Rồi, để trả lời cho cái phần đó là anh chị em, bây giờ mình bắt đầu vô đề tài chính. Là bây giờ mình đã có gần 300 người đang theo dõi rồi, từ từ anh chị em sẽ kéo đông vào. Bây giờ chúng ta xin bắt đầu cùng cầu nguyện để vào cái đề tài chính. Thưa quý ông bà và quý anh chị em, kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý tôn giáo, kính thưa quý bậc trưởng thường, quý chú bác, quý anh chị em, chiến hữu và bằng hữu gần xa đang theo dõi cái livestream này hoặc là sẽ theo dõi cái livestream này, Quý Đức xin được quý vị dành một giây lắng lòng mình lại, cùng hướng tâm đến Đấng Tối Cao để chúng ta gửi lời cầu nguyện của mình tới Đấng Tối Cao. Chúng con Nguyễn Hoàng Quý Đức và cùng tất cả mọi anh em, chúng con xin dâng lời cầu nguyện này đến Đấng Tối Cao. Xin dâng lời cầu nguyện này đến Thượng Đế. Xin Thượng Đế đối hoài, thương xót hơn 90 triệu người dân Việt Nam chúng con. Xin cho đất nước chúng con, xin cho người dân chúng con không bị làm nô lệ cho tàu cộng, không bị sống áp bức
Dưới chế độ cộng sản, người dân Việt con mong được thái bình, người dân Việt con mong được cơm no áo ấm thật sự. Xin dâng lời cầu nguyện này đến Thượng Đế, xin Thượng Đế ban trí tuệ đến toàn thể người dân Việt Nam, sức khỏe dồi dào, trí tuệ minh mẫn để có hướng đi cho công cuộc đấu tranh này. Amen. Vâng, cảm ơn quý ông bà và quý anh chị em. Rồi, bây giờ quay vào trong cái đề tài chính, thưa quý ông bà và quý anh chị em. Tôi rất là nhiều cái câu hỏi, nhưng mà thôi nói chung những cái câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, mình cứ trả lời hoài cũng vậy. Mình cũng không có muốn trả lời nữa. Ví dụ như anh ơi, bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao để lật đổ cộng sản? Tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, bây giờ làm sao, làm tới làm lui, làm hoài, mình trả lời hoài cũng vậy thôi, phải không ạ? Đó. Rồi cái câu hỏi là bây giờ người làm sao để thức tỉnh người trong nước? Đó, làm sao để thức tỉnh người trong nước, thưa quý ông bà, thưa quý anh chị em? Bây giờ làm sao để thức tỉnh người trong nước bây giờ? Bây giờ người trong nước họ muốn ngủ, bây giờ làm sao mình thức tỉnh họ bây giờ? Đó. Có ai có ý kiến gì hay không? Những cái vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, những cái giáo hội chưa chính thức lên tiếng, bây giờ mình phải làm như thế nào? Ok, cái đề tài thứ nhất, agenda thứ nhất là báo Trung Quốc gọi Việt Nam là làm một cái tỉnh Nam, và họ Mỹ dân Tàu cho rằng những cuộc biểu tình của người Việt Nam ủng hộ cho Tàu xin xác nhận. Hôm nay tôi đi vào trong cái báo Tàu, tình cờ tôi thấy cái hình của người dân Việt Nam anh chị. Tháng 6 2018, tỉnh Nam ủng hộ Trung Quốc. Ok, cái tựa đề tài bài báo đó. Tựa đề bài báo là tỉnh Nam ủng hộ Trung Quốc. Và đây là cái bài báo, và họ đưa cái hình biểu tình của mình là quấn sĩ lóng sĩ xã ngộ tấn sĩ lũng tổng sủng sĩ gì đó, ngộ tấn là sân nguyên một cái tiếng Tàu. mình không biết tiếng Tàu, nhưng mà mình đem ra mình coi đó, thì mình copy mấy câu, thì cái câu hàng ở trên đó là họ nói rằng đó là vào tháng 6 năm 2018 là dân ở tỉnh Nam đã xuống đường ủng hộ và kêu gọi chính phủ Việt Nam là hãy xin sáp nhập vào nước Tàu. Nội dung của bài báo nó là như vậy. Thì thưa quý ông bà và quý anh chị em, khi mà coi cái nội dung bài báo xong đó, thưa quý ông bà, coi cái nội dung bài báo xong mà mình nhờ cái anh bạn Google dịch vài câu, mình thấy mình té ngửa, mình thấy là cần phải nói. Tức là bây giờ đó là tại sao người Tàu họ làm như vậy? Tại sao người Tàu họ làm như vậy, thưa quý ông bà và quý anh chị em? Có ai hiểu được không? Có ai biết bây giờ báo chí của Tàu á, là nó mị người dân Tàu. Nó mị người dân Tàu là nó kêu là cái tỉnh Nam đó là ủng hộ người Tàu, ủng hộ là đất nước Tàu, đất nước mẹ. Tại sao nó làm như vậy? Thưa quý ông bà và quý anh chị em, là bởi vì tụi nó chuẩn bị cho một cuộc xâm lược đô hộ của người dân, chứ không phải của binh lính. Nó chuẩn bị cho người dân càng xuống phía Nam. Vì vậy cho nên nó phải có những cái bài báo như vậy để lấy lòng, để an lòng cái người dân Tàu. Để người dân Tàu đi du lịch xuống phía Nam mà không cần giấy tờ, qua đường Vân Đồn, qua đường Lào Cai, Bắc Cái, Móng Lạng gì đó, qua những cái đó. Để người dân họ thấy rằng, ồ cái tỉnh Nam này á là ngộ lối liền, là gái lá lẹp lắm á, gái ở dưới lá là lẹp lắm á, xuống lá lấy vợ là chỉ có 3.000 nhân tệ thôi à. Tức là xuống dưới ở đó lấy vợ chỉ có 3.000 nhân tệ. 3.000 nhân tệ là bao nhiêu? Vài trăm đô la. Okay. Và họ làm như vậy đó. Họ viết những cái bài báo, tụi Tàu viết những cái bài báo. Đây là một cái chiến thuật chiến lược. Đây là một cái chiến thuật chiến lược xâm lăng của Tàu. Mà xâm lăng cái gì? Xâm lăng bằng người dân, chứ không phải xâm lăng bằng quân đội. Họ trấn an người dân, họ viết như vậy, và họ cho người dân một cái nơi mà để người dân nghĩ rằng đó là bây giờ mình đi xuống hướng Nam, mình đi xuống cái tỉnh Nam này có thể là kể như là sinh sống được. Tại vì anh chị em biết là Việt Nam của mình đó là tụi Tàu nó đã nhắm bao nhiêu ngàn năm trước, một cái nơi mà đất đai trù phú, còn rộng thênh thang này nọ, hiểu không? Và cái nơi mà nó có thể sinh sôi nảy nở được. Vì vậy cho nên bây giờ cùng thời điểm với là Cộng sản Việt Nam dâng đất dân biển cho Tàu,
Thì cùng cái thời điểm này, ngay cái lúc bây giờ như thế này, tàu nó suối dân tàu của nó tràn xuống phía Nam. 90 triệu, mình cứ nói 90 triệu người dân Việt Nam, mình cứ nói là 90 triệu. Nhưng mà thử hỏi thực sự bây giờ đó, dân Việt Nam chúng ta có phải là 90 triệu hay không? Hay là chúng ta mới có 70 triệu và 20 triệu là dân của tàu rồi? Đó. Chúng ta thử nghĩ đi. Hồi xưa chỉ có cái khu chợ lớn thôi. Ok. Là make in Hồng Kông bên hông chợ lớn, thì có một cái lõm chợ lớn, hoặc là ở dưới Cần Thơ, ở dưới Sóc Trăng, ở dưới Sóc Trăng đó có nhóm Tiều Châu ở dưới đó thôi. Nhưng mà bây giờ anh chị em thử nghĩ đi, bây giờ ở cả 7 tỉnh ở phía Bắc, rồi Hải Phòng, rồi Nam Định, Hà Nam, Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, xuống tới là Vũng Áng, xuống tới Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Trạch, ông xuống tới Thanh Hóa, Nghệ An, vào tới Đà Nẵng, vào Nha Trang, Phan Thiết, Phan Rí, rồi vào xuống Bình Dương, Sông Bé, rồi là ngã ba Ông Đồn, Long Khánh, Đồng Nai, tất cả nơi nào cũng đều có người Tàu, và người Tàu rất là sầm uất, người Tàu rất là nhiều. Người Tàu rất là nhiều như vậy, thưa quý ông bà và quý anh chị em, nếu người Tàu nhiều như vậy thì cái số lượng người Tàu ở trên Việt Nam, hôm trước tôi cho quý vị coi cái bản đồ về mật độ dân số người Tàu ở trên Việt Nam. Thấy không? Tôi đã cho quý vị thấy cái bản đồ đó, tôi đã cho quý vị coi cái bản đồ đó, thì quý vị đã thấy được, quý vị đã thấy được và đã biết được cái mật độ dân số của cái người Tàu đó là bao nhiêu. Phải không ạ? Rồi. Thưa quý ông bà và quý anh chị em, quý vị còn nghe không ạ? Quý vị, quý anh chị em còn nghe không? Có thể cho tôi vài cái tín hiệu được hay không ạ? Thấy bà con, tại vì tôi không có đọc được cái comment. Hello. Còn nghe ok, rồi, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Rồi, thank you, thấy rồi. Rồi, đó, và bây giờ đó, thưa quý ông bà và quý anh chị em, nếu như vậy thì bao nhiêu lâu nữa người Tàu sẽ tràn ngập Việt Nam? Tôi đã nói cái điều này rất là nhiều rồi, phải không ạ? Báo Trung Quốc, báo của Tàu Cộng đó, họ đã gọi Việt Nam bằng cái tỉnh Nam. Tức là họ đã nói với người dân của họ rồi. Nó là một cái tỉnh của đất mẹ, của con gấu mẹ, của con gấu trúc mẹ. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác nhận cái điều đó với họ. Và như vậy là bây giờ họ chỉ nói cho người dân họ biết thôi. Chúng ta người dân bị lừa. Chúng ta cứ vẫn còn ngủ mơ, chúng ta không biết là kể như là bây giờ giữa Đảng Cộng sản của Tàu Cộng với Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã là kiss nhau rồi, nó đã ôm nhau, nó hôn rồi. Và bây giờ tụi Tàu Cộng gọi Việt Nam mình là một cái tỉnh Nam, gọi là cái tỉnh Nam, và đầy là thưa quý ông bà và quý anh chị em, họ đưa những cái hình ảnh biểu tình lên. Họ đưa những cái hình ảnh biểu tình và có tàu cờ của tỉnh Phúc Kiến. Cờ của tỉnh Phúc Kiến, và họ viết một cái bài báo, và họ cho rằng cái bài báo này viết ra một trong cái bài báo là bảo rằng là dân đó, là Việt Nam chúng ta đó là muốn trở thành người Tàu. Dân Việt Nam chúng ta là muốn sát nhập với người Tàu. Dân Việt Nam của chúng ta là kêu gọi là chính phủ Việt Nam là hãy làm lẹ lên, tức là đã làm cho để trở thành người công dân Tàu, và người dân họ rất là ngưỡng mộ là bởi vì những cái bài báo nó lấy những cái tấm hình mà người dân đi biểu tình có cờ đỏ sao vàng, chứ nó không lấy những cái hình biểu tình ở phía Nam. Nó lấy những cái tấm hình mà người ta đi biểu tình mà cầm cờ đỏ sao vàng đi đó, thưa quý vị, thưa quý ông bà và quý anh chị em, và nó làm như vậy. Bởi vì vậy cho nên tôi đã giải thích cái vấn đề này rất là nhiều lần mà quý ông bà và quý anh chị em, và những người, rất tiếc là những người ở mà vẫn còn cầm cái cờ của tỉnh Phúc Kiến đi biểu tình đó, họ không có khái niệm, họ không có hiểu được, và họ không chịu listen, họ không chịu nghe. Ok, đó, cho nên khi mà nói tới cái vấn đề đó, tôi đã nói với quý vị, và cho tới bây giờ tại sao mà người Tàu họ viết báo như vậy là bởi vì sao? Bởi vì cái anh chị em coi nè, ok, đây là cái lính của binh đoàn 2 của tỉnh Phúc Kiến và cờ của tỉnh Phúc Kiến chữ Tàu vào những cái thập niên mà 40-50, ok,
Vào thập niên 40, 50, cái binh đoàn 2 của họ, cái cờ của họ là gì? Cờ của họ là cờ đỏ sao vàng, gồm vừa cờ Đảng Cộng sản Quốc tế và vừa cờ của tỉnh Phúc Kiến. Họ bỏ cái búa và cái liềm vào cái ngôi sao vàng thôi. À, nhưng mà đó là cái cờ, đó là cái cờ gì? Cờ đỏ sao vàng của Tàu. Cờ đỏ sao vàng của Tàu. Thấy không? Của tỉnh Phúc Kiến. Và đây là người Tàu họ đã xài. Người Tàu họ đã xài. Những quân đội Tàu họ đã xài, thưa quý ông bà và quý anh chị em. Okay. Rồi, để cho anh chị em thấy cái hình đó. Đó là tôi lấy từ trong những cái website của Tàu nha. Tôi lấy trong website, trong cái tài liệu lịch sử của Tàu nha. Lấy ra nha, chứ không phải lấy của tài liệu Việt Nam, Việt Cộng nha. Của Tàu đó anh chị em. Chữ Tàu, cờ Tàu đồ này nọ và lính của Tàu đó. Họ dùng cái cờ như vậy. Ok. Đây cái mà gọi là cái gì? Gọi là cái vạn lý trường chinh. Ok. Tức là cái cuộc tháo chạy tóm loạn của Mao Trạch Đông lúc bây giờ bị Tưởng Giới Thạch đánh tơi bời. Họ chạy 26.000 cái km. Tức là họ chạy trốn đó, thưa quý ông bà và quý anh chị em. Gọi là cái cuộc vạn lý trường chinh. Và Mao Trạch Đông đó, ok, Mao Trạch Đông lúc bây giờ đó gặp tướng gì thầy áo quấn gì đó, cái tướng Tàu này nè. Và cái cờ đó là cờ gì? Cờ đỏ sao vàng đó anh chị em. Ok, cờ đỏ sao vàng. Thấy không? Cờ đỏ sao vàng của Tàu. Đó. Đó, anh chị em coi cho kỹ đi. Thấy không? Đồng bào Việt Nam coi cho kỹ đi. Cho tới bây giờ quý vị đi cầm cờ máu quý vị biểu tình. Quý vị đi cầm cờ đỏ sao vàng quý vị biểu tình, thì tụi Tàu nó lấy cái hình ảnh đó, tụi Tàu nó lấy cái hình ảnh đó nó nói như sao? Tụi Tàu nó lấy cái hình ảnh đó nó nói với nhân dân Tàu là người Việt Nam muốn gia nhập Tàu. Vì vậy cho nên người Tàu cứ tràn qua Việt Nam. Nó lùa người Tàu xuống. Tụi Đảng Cộng sản Tàu nó lùa người Tàu xuống Việt Nam mình, quý vị chống đỡ nổi không? Đảng Cộng sản Việt Nam mở cửa ra. Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý mở cửa ra để cho tụi Tàu nó lùa người xuống. Và khi tụi Tàu nó lùa người xuống rồi đó, quý vị làm sao chống đỡ nổi. Và tôi đã nói rất là nhiều lần. Quý vị tự ái, quý vị cho rằng là kệ như là bát phê đàn, cờ đấy nè, đồ ngu ngốc. Tôi nói là những cái người mà cho tới bây giờ mà vẫn còn nói xin lỗi chửi đó là tự ái. Khi mà tôi nói nặng lời chửi đó thì sợ bà con tự ái. Nhưng mà thật sự mình làm như vậy mình rất là ngu ngốc. Mình ngu ngốc là bởi vì sao? Là bởi vì mình tạo điều kiện cho tụi Tàu nó có cơ hội xâm lăng mình. Chính mình thôi. Bởi vì mình dùng cờ của một tỉnh của nó mà. Mình dùng cờ của đất nước nó thì nó có điều kiện để nó viết báo. Để nó viết báo, để nó tuyên truyền rằng mình muốn làm dân tộc nó, mình muốn gia nhập với nó. Vì vậy cho nên nó mới có cơ hội nó viết báo. Và khi mà nó viết báo như vậy, nó lùa người dân xuống Việt Nam. Ok, rồi. Lính Trung Cộng lúc bây giờ. Ok. Lính Trung Cộng lúc bây giờ, quân đội nhân dân Trung Hoa Trung Cộng đó. Thưa quý ông bà và quý anh chị em, cái cờ của họ là cờ gì? Có phải cờ đỏ sao vàng không? Đó. Rồi bây giờ những cái em dư luận viên đó, những cái con bò đỏ, bò đen gì đó, trời anh nói như vậy đâu đúng, tại vì cái cờ nó là có hàng chữ Tàu, còn cờ mình không có hàng chữ Tàu. họ lý luận là sao? Là cái cờ của tỉnh Phúc Kiến đó, cờ mà anh nói đó, nó có hàng chữ Tàu, còn cờ Việt Nam mình không có hàng chữ Tàu, nó chỉ khác có bao nhiêu thôi. Và họ lý luận đó, thưa quý ông bà và quý anh chị em, họ bảo rằng là cái cờ của tỉnh Phúc Kiến đó, cái cờ của binh đoàn 2 đó, ok, cái cờ của những cái thằng Tàu đó, của những thằng Cộng sản Tàu nè, đó, cái này là một cái tài liệu mà trong một cái cuốn phim mà nói về cái cuộc cách mạng đóng và mở ngoặc của Mao Trạch Đông lúc bây giờ. Và đó là cái cờ mà bây giờ Cộng sản Việt Nam bắt người dân phải xài. Người dân đi chống Đảng Cộng sản thì lại đem cái cờ của tỉnh Phúc Kiến đi theo. Người dân đi biểu tình lại cầm cờ của Tàu đi biểu tình chống thằng con của là Trung Cộng. Thằng Trung Cộng là cha, thằng Cộng sản Việt Nam là con. Mình đi chống thằng con, mình cầm cờ của thằng cha đi theo. Thì bây giờ thằng cha nó nói, ô người dân Việt Nam thích mình quá, thôi bây giờ mình qua Việt Nam mình ở. Bởi vì đồng bào Việt Nam mình, bởi vì người dân Việt Nam mình cho phép, tạo điều kiện thuận lợi và cho phép Tàu xâm lăng. Đừng có trách ai cả. Đấy.
Ok, coi đi, đó trong báo của tàu đó anh chị em ha. Rồi họ lấy cái những cái hình nào, họ lấy những cái hình người dân đi biểu tình à, họ lấy người dân ở miền Bắc đi nè, người dân ở miền Bắc đi biểu tình cầm cờ nè, thưa quý ông bà và quý anh chị em, cầm cờ này nọ đi biểu tình thì họ đưa vào đó à, ở trên là đưa lên là cực lực phản đối rồi là nhà cầm quyền cực lực cái gì hết ăn rất là nhiều, nhưng mà lại cầm cờ của Đảng Cộng sản đi biểu tình đó, phản đối chính phủ ơi, phản đối Đảng ơi, nhưng mà cầm cờ của Tàu Cộng và Trung Cộng đi biểu tình. Vì vậy cho nên họ mới có cái cơ hội, vì vậy cho nên họ mới có cái cơ hội để viết cái bài báo này đó, vì vậy cho nên họ mới có cái cơ hội để viết cái bài báo là người dân Việt Nam xuống đường, người dân Việt Nam là đi biểu tình xuống đường kêu gọi là chính phủ là gia nhập là tàu tàu cờ ok đó. Rồi họ đưa những cái tấm hình lên là cái cờ của họ, cái cờ của Việt Nam, thấy không? Việt Nam bây giờ xài cờ của họ, Việt Nam bây giờ đó là những người dân Việt Nam rất là hoan nghênh, người dân Việt Nam rất là sung sướng và hoan nghênh là cầm cờ của là đế quốc mẹ để đi biểu tình ủng hộ cho China, ủng hộ cho Trung Quốc và xin sáp nhập vào Trung Quốc. Hai tấm hình rất là rõ ràng, thưa quý ông bà và quý anh chị em. Đau chưa? Quý vị đã thấy đau chưa? Quý vị đã thấy là cái này gọi là gì? Cái này gọi là chúng ta gọi là gì? Gọi là đấu tranh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đấu tranh theo cộng sản nó vạch ra. Mình đi biểu tình chống nó mà mình cầm cờ của tỉnh Phúc Kiến. Mình đi biểu tình mình chống đảng cộng sản, mình chống cái gọi là chính phủ cộng sản thì mình lại cầm băng rôn mình làm cầm cờ kêu là chính phủ ơi cứu dân, nhà nước ơi cứu dân. Tại sao? Bây giờ tôi phải dùng cái từ gì thưa quý vị ông bà và quý anh chị em? Bây giờ quý vị nghĩ rằng đó là tôi phải dùng cái từ gì? Đó vậy thôi, chúng ta đi đi biểu tình mà chúng ta lại cầm cái cờ của Đảng Cộng sản, chúng ta đi biểu tình mà chúng ta cầm cái cờ của tỉnh Phúc Kiến, chúng ta đi biểu tình mà chúng ta dân mang đồ là giống như là tàu khựa như vậy, thì tàu khựa nó đem cái tấm hình của quý vị nó so sánh nó đưa ra, tức là người dân Việt Nam ủng hộ à, người dân Việt Nam à, người dân Việt Nam ủng hộ cho tàu, người dân Việt Nam muốn sáp nhập vào đế quốc mẹ, ok, người dân Việt Nam ở đây muốn sáp nhập với là đế quốc mẹ. Vì vậy cho nên chính người dân Việt Nam chúng ta, chính những cái người biểu tình mà cầm những cái cờ đó đã cho họ cái điều kiện, đã cho họ một cái cơ hội để họ mị dân họ, để họ viết những cái bài báo như vậy, để họ lùa hàng ngàn hàng triệu thanh niên Tàu, để họ lùa những cái người dân Tàu đi xuống Việt Nam, tràn vào Việt Nam. Tôi báo cho quý vị biết không lâu cái con số dân số Việt Nam không còn 90 triệu nữa. Dân số Việt Nam sẽ lên mấy một trăm mấy chục triệu, 200 triệu chứ không còn 90 triệu nữa. Khi mà người Tàu đó họ được mở cửa đó, khi mà người Tàu được đó là nhà cầm quyền của Tàu đó bật đèn xanh lên và được Đảng Cộng sản mở cửa ra là ở trên này họ tuồn xuống giống như là thác đổ đó, dòng thác Tàu, mình gọi là thầm dòng thác Tàu sẽ âm âm ao ao đổ vào Việt Nam, thưa quý ông bà và quý anh chị em. Cái con số nó không còn 90 triệu nữa, con số nó lên 150 triệu, con số nó lên 200 triệu. Easy, rất là easy, rất là mau, không có gì khó cả. Họ đưa những cái hình ảnh như vậy đó, thấy không? Những cái billboard, những cái hình ảnh như vậy ở ở tất cả đất nước Tàu. Dọc cái đường mà đi xuống là những cái cửa khẩu Lào Cai, Móng Cái mà để mà đi qua Việt Nam đều có hình cờ đỏ sao vàng, đều có hình người anh em, đều có là bác Mao và bác Hồ, là hồ chó mèo là này nọ, chúng ta là anh em núi liền núi sông liền sông, bên kia là đồng chí, bên đây là chí đồng. Tức là trong tương lai sẽ không còn cái biên giới nữa, cái biên giới mà ải Nam Quan rồi này nọ không còn nữa, và tất cả những cái này nó nằm cấm dọc từ ở Sung Chen, từ ở Liêu Xuân Quân rồi này nọ đi vào lãnh thổ Việt Nam, đi vào biên giới Việt Nam cứ chưa đầy 2 mao, cứ chưa đầy một khúc là có cái billboard như vậy, cứ chưa đầy một khúc là có cái billboard như vậy, và họ tuyên truyền như vậy. Chúng ta mất nước chưa? Có anh chị em nào cho tôi biết chúng ta đã mất nước hay chưa? Yes or no? Trả lời cho tôi biết đi. Và đây là trong cái phim,
Ok, một cái phim mà tôi lấy từ trong cái phim của Tàu ra anh chị em, chữ Tàu, phim Tàu mình lấy ra. Cái hình cờ đỏ sao vàng của quân đội Trung Hoa lúc bây giờ Mao Trạch Đông còn trẻ măng. Ha. Mao Trạch Đông còn rất là trẻ, đi trên ngựa trong cái gọi là Vạn Lý Trường Chinh đó, tức là cuộc tháo chạy của Đảng Cộng sản và Mao Trạch Đông đó, trong cái cuộn phim đó, đó. Ok. Đó là Mao Trạch Đông hình còn trẻ nè. À, và cái hình cái lá cờ đỏ sao vàng, các bạn cho tôi biết đi, đầy đủ để chứng minh cho các bạn là cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của Tàu hay chưa? Bao nhiêu đã đầy đủ chứng minh chưa? Hả? Và cho tới bây giờ, thưa quý ông bà và quý anh chị em, cho tới bây giờ, không phải là mình nói một lần, mình nói hai lần, mình nói rất là nhiều lần. Tôi mong rằng quý ông bà và quý anh chị em, một khi đi phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đi biểu tình chống Tàu, đừng bao giờ cầm cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Tự vì điều tôi nói trước bây giờ đã xảy ra. Tôi nói rằng khi mà quý vị cầm như vậy, đó không khác gì mình ủng hộ họ. Mà lúc đó tôi chưa có nghĩ ra là nó sẽ viết bài báo. Tôi chưa có nghĩ ra đó là nó chơi cái chiêu là tuyên truyền lật ngược. Cái này gọi là tuyên truyền lật ngược đó anh chị. Tức là cái chuyện đúng bên này mà nó lật lại, nó nói đúng bên kia, gọi là tuyên truyền lật ngược. Tôi chưa nghĩ ra và bây giờ mình mới hết hồn. Lúc bây giờ mình khuyên anh chị em, mình nói với anh chị em viết những bài viết nói đừng bao giờ đi biểu tình cầm những cái băng rôn màu đỏ. Đừng bao giờ đi biểu tình cầm những cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Tại vì nó infect, nó không có good. Mà lúc đó mình chưa nghĩ ra là tụi truyền thông, tụi mà Tàu nó làm như vậy. Và bây giờ khi mà mình đụng tới rồi, mình mới hết, mình nói chết mẹ, too late. Tức là bây giờ tất cả những cái hình ảnh như vậy, ok, tất cả những cái hình ảnh mà như vậy đều nằm trên bài báo của Tàu. Những cái hình ảnh như vậy đều nằm trên bài báo của Tàu. Vậy anh chị em đi biểu tình có công dụng gì? Vô tình mình đi biểu tình để mình đả đảo Cộng sản ở đâu mình không thấy. Mình đi biểu tình để đả đảo Cộng sản rồi này nọ, mình chống Tàu đâu không thấy. Mà ngược lại mình đi ủng hộ cho Tàu. Theo như bài báo nó viết rất là rõ ràng. Cuối cùng mình đi ủng hộ cho Tàu. Như vậy thì cái công cốc mình làm để làm gì, thưa quý ông bà và quý anh chị? Chúng ta đi biểu tình chống Tàu, chúng ta cầm cờ Tàu. Như vậy cho nên người Tàu nó mới nói là chúng ta ủng hộ nó. Nếu mà chúng ta không cầm cờ Tàu thì tụi Tàu nó không có một cái lý do gì để mà nó viết những bài báo như vậy cả. Tụi Tàu nó không có cách nào để nó tuyên truyền cả. Người dân Việt Nam chúng ta cho Tàu một cái cơ hội để tụi nó tuyên truyền. Ok, rồi, đó. Và bây giờ đó, tôi trình bày cho quý vị tất cả những cái này. Tôi nói thật với quý vị, làm việc á, khi mà làm việc trong những cái mà liên quan đến Tàu và Cộng sản Việt Nam á, tôi rất là nhức đầu. Tại vì khi mà đụng vào đó toàn là màu đỏ không à. Mà cái màu đỏ đó nó làm cho mình khó chịu. Cái màu sắc đó anh chị em, nó ảnh hưởng tới cái thần kinh của mình, nó ảnh hưởng thế nào. Khi mà mình ngồi mình phải lấy những cái tấm hình đó ra từ trong website của tụi nó ra, rồi mình phải in ra rồi này nọ đó. Mình cứ phải nhìn thấy những cái hình ảnh này, mình thấy màu đỏ hoài, cái tự nhiên mình bị nhức đầu, giống như máu mình nó lên như vậy. Và tôi rất là mệt khi mà phải làm những cái đó. Và tôi chỉ cố gắng là chứng minh cho đồng bào ở trong nước thấy, bao nhiêu năm nay quý vị không có chịu lắng nghe. Bao nhiêu năm nay quý vị không có chịu lắng nghe. Và tất cả những cái hình ảnh này lấy từ ở website của tụi Tàu đó anh chị. Phim ảnh lấy chụp từ trong phim ra của tụi nó ra cũng là từ của tụi Tàu. Từ trong những cái website của tụi Tàu. Người ở trong nước không có chịu làm những cái đó. Không có đi tham khảo, không có đi coi. Hoặc là có muốn cũng không được, là bởi vì bị chặn. Bị bức tường lửa gì đó, bức tường lửa gì nó chặn lại. Làm sao coi được cái phim mà của Mao Trạch Đông chạy lại? Làm sao coi được một cái phim Vạn Lý Trường Chinh, một cái cuộc tháo chạy của Đảng Cộng sản? Làm sao tụi Cộng sản nó dám tuyên truyền ra là làm Mao Trạch Đông đã có lần là kể như là 46.000 quân mà bị Tưởng Giới Thạch bao vây đánh chạy cả là 26.000 km gì đó. Ok,
Rồi đó là kể như là 26.000, đúng rồi. Rồi đó là kể như là chạy tháo chạy mà còn có 7.000 quân thôi. Mà nếu mà không có Nhật mà nhảy vào đó, cái lúc đó mà ở China, cái lúc đó mà cái đệ nhị thế chiến không xảy ra đó, mà Nhật không nhảy vào đó, thì Tưởng Giới Thạch không không phải là điều quân chuyển quân để đánh lại với đánh lộn lại với Nhật đó, tức là chống Nhật đó, thì Mao Trạch Đông không có cơ hội để trở mình, không có cái đảng Cộng sản Trung Hoa bây giờ đó, Trung Cộng bây giờ đó. Thành ra thưa quý ông bà và quý anh chị em, coi những cái tài liệu đó, coi những cái phim đó và vào ở trong website của họ để tìm hiểu những cái gì mà họ nói họ đưa lên để chúng ta hiểu được và để chúng ta thấy được. Chúng ta thấy được những cái hình như vậy mà người dân ở trong nước đó, người dân ở trong nước vẫn còn ôm ấp, vẫn còn cầm cái lá cờ đỏ sao vàng để mà đi biểu tình, thì tôi bó tay. Cứ lắm. À, chúng ta thấy những cái hình ảnh như vậy của quân đội của Tàu, những cái cờ đỏ sao vàng như vậy mà cho tới bây giờ người dân Tàu vẫn còn ôm cái cờ đỏ sao vàng. Ôi rồi ơi bạn ơi, đàn ơi, cứu dân. Nhịt mẹ, ôi rồi ơi bạn ơi, đàn ơi. Là bây giờ là chúng ăn hiếp chúng con. Bạn ơi, đàn ơi, cứu dân. Làm gì có cái chuyện đó thưa quý ông bà và chú anh chị em. Làm gì có cái chuyện bác và đảng cứu dân. Họ là những người cướp mà. Tôi đã nói rất là nhiều lần. Họ là những người đem những cái lá cờ này về từ Tàu về đất nước Việt Nam. Làm sao mà quý vị cầm những cái lá cờ này để quý vị đi biểu tình mà quý vị người ta có thể là cứu quý vị được. Trong đoàn quân của Mao Trạch Đông là cờ đỏ sao vàng là rằng trời như vậy, thì bây giờ làm sao mà có thể là bảo rằng là họ sẽ giúp chúng ta. Thấy không? Và bây giờ quý vị cầm cờ đỏ sao vàng quý vị đi biểu tình, quý vị dâng những cái biểu ngữ là cực lực phản đối, là yêu cầu chính phủ là phải là không có giao đất rồi vân đồn như thế này thế kia, thì họ lấy cái hình này họ nói là kể như là quý vị kêu gọi đó, họ viết một bài báo tiếng Tàu, họ nói cho người dân Tàu biết á, là quý vị mong muốn đất nước Việt Nam trở thành Tàu, trở thành một tỉnh của Tàu, vì vậy cho nên người dân Tàu muốn đi miền Nam, muốn đi xuống hướng Nam cứ đi đi. Đảng Cộng sản đã mở cửa, không họ không có cần quốc tịch, không có cần là visa đâu gì cả. Đi qua cửa khẩu là kể như khỏi cần xét giấy tờ, cứ ào ạt xuống. Cứ ào ạt xuống. Thấy không? Chống nổi không? Đỡ nổi không? Thấy không? Đó rồi. Thưa quý ông bà và quý anh chị em, như vậy thì chúng ta thấy cái chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ trình bày như vậy thôi. Còn cái picture, cái hình ảnh nó xảy ra như thế nào, quý vị tưởng tượng nha. Hãy tự mình suy nghĩ và tưởng tượng lấy, ok, đừng có để tôi nói, phải tưởng tượng lấy. Đồng bào ở trong nước cứ suy nghĩ tưởng tượng đi, năm cái thằng đàn ông bên Tàu á, mới có một con gái Tàu, sự chênh lệch giữa giới tính, năm thằng đàn ông có một con đàn bà, một con đàn bà đó lấy một thằng đàn ông, còn bốn thằng đàn ông khác đi đâu? Đi vô Việt Nam, sẽ đi vào Việt Nam. Rồi Rồi thưa quý ông bà và quý anh chị em, cũng tại dân Việt Nam cho Tàu cái cơ hội để tuyên truyền cho dân họ. Lỗi chúng ta, lỗi của người dân xuống đường biểu tình mà cầm cờ của tỉnh Phúc Kiến, những cái người có đầu óc, những cái người là kể như có internet, những người nghe livestream của là cậu Chính, livestream của là Huy Đức mà không chịu mở mang cái kiến thức của mình ra, vẫn ôm khư khư cái tôi của mình, vẫn bị là kiểu như khóa cửa cái bộ não này và vẫn tổ chức những cái cuộc biểu tình xuống đường bằng những cái băng rôn màu đỏ, bằng những cái lá cờ máu, thì lỗi mất nước là một phần do quý vị, đừng trách Đảng Cộng sản để làm cái gì cả. Tại vì quý vị ủng hộ họ, quý vị cho phép Tàu có cái cơ hội để tuyên truyền. Ok. Rồi. Thưa quý ông bà và quý anh chị em, có nhiều người hỏi tôi đó là có sáng tôi nghe có một cái cô đó của livestream, cô bảo rằng là Tàu là chơi bùa ngải là rất là giỏi. Sai. No. Em nói như vậy sai, Tàu không có chơi bùa ngải. Mà Tàu đó là nó nghiên cứu về cái địa lý, về cái phong thổ chứ không phải là bùa ngải. Bùa ngải nó hoàn toàn khác nhau. Bùa ngải là phải nói tới dân Thái, phải nói tới Thái Lan, phải nói tới Campuchia, phải nói tới Lào. Nói mà dân mà bùa ngải ở Á Châu của mình đó là chúng ta phải nói tới là Lào, chúng ta phải nói tới Campuchia, chúng ta phải nói tới Chàm, chúng ta phải nói tới Thái Lan.
còn đó là tàu cộng là phong thủy. Thành ra đừng có nhầm lẫn những cái đó. Cái phong thủy là một cái môn khoa học thời xưa, họ nghiên cứu về cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cái vận chuyển của cái ngũ hành để nó tạo cái thuận lợi vươn lên, nó tạo cái thuận lợi trong cái cuộc sống của con người. Thực tế ra cũng giống như ở Mỹ này nè, họ không nghiên cứu về phong thủy gì cả, nhưng mà họ có một cái cách để mà tìm, để mà làm sao để mà đặt những cái kỳ quan đó đều nằm ở trên phong thủy cả. Ví dụ như cái cầu vòng ở San Luis, cái arch đó, cái arch đó, tức là nó nằm ở trên cái mu của con rùa, ở một cái điểm cao á, là của một cái thành phố, nó nằm ở ngay trên cái điểm cao đó. Họ xây cái cầu vòng ở bên đó, ở phía sau là con sông, tức là rồng, đó là thủy long, nguyên một cái con sông Mississippi như vậy. Đó. Cái đường mà 70 đó anh chị em, cái West 70 qua bên kia, nó là hai cái chân của con cọp súng 70. Nếu mà cái người mà nghiên cứu về phong thủy đó, họ nhìn thấy cái đó là họ biết đó là nó được xây dựng bằng phong thủy. Nhưng mà người Mỹ họ đâu có biết gì về phong thủy đâu, xây dựng phong thủy. Nhưng mà họ có cái cách khoa học của họ. Vì vậy cho nên khi mà nói tới người Tàu đó, người Tàu vua về phong thủy, chứ không phải là bùa ngải nha em gái. Nói mà người Tàu mà bùa ngải là trật lắc, nói bậy. Phải nói là phong thủy chứ không phải là bùa ngải. Bùa ngải nói về giới âm, tức là luyện, luyện về tinh, về ma, luyện về cái giới âm, hoặc là như triệu binh nè, không? Tức là gom binh lại đó, rồi nuôi thiên linh cái nè. Tất cả những cái đó gọi là thế giới bùa ngải. Họ trồng những cái cây giống như là ó ma lai để đi giết người nè. Rồi họ sử dụng binh chủng ma, cái đó gọi là bùa ngải. Mà nói về tới bùa ngải thư ém rồi này nọ đó, thì chúng ta phải nói tới Thái Lan, chúng ta phải nói tới Lào, tới Campuchia, chứ không phải Trung Quốc. Trung Quốc là vua sử dụng độc, chứ không phải dược sử dụng bùa ngải. Trung Quốc họ, Trung Cộng đó là họ vua sử dụng độc. Và bên cạnh đó đó, họ là phong thủy. Vì vậy cho nên khi mà nói tới phong thủy đó, là tụi Tàu đó, thưa quý ông bà và quý anh chị em, họ nghiên cứu rất là kỹ. Họ nghiên cứu rất là kỹ về vấn đề phong thủy. Vì vậy cho nên có nhiều người bảo rằng là khi mà thằng Tô Định hay cái thằng gì nó trồng cái trụ đồng đó, tôi suy nghĩ hay gì đó, và bảo rằng là cái trụ đồng này nó sẽ là đóng vào cái quyệt rồi này nọ, rồi vua Việt Nam mình mới kêu dân lấy đá chọi, cứ lại đá rồi chọi riết là nó phủ cái trụ đồng luôn. Đó cũng là một cái câu chuyện về phong thủy. Hoặc là người Tàu họ cố vấn xây cái lăng Hồ Chí Minh, xây cái lăng Hồ Chí Minh ở trong cái long mạch, nó ngay nằm ngay cái điểm huyệt long mạch của con rồng, tức là cái đại mạch của cái cổ của con rồng. Đó. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, mà nó lên, nó nằm ở chính để mà nó lên trên cái đầu của con rồng, đó là nếu mà nói về khoa học, đó là cái đường chính của một cái động mạch, máu đưa lên trung ương thần kinh não. Nếu mà cái động mạch đó mà bị chặn đó, bị đứt đó, thì cái người đó gọi là gì? Cái người đó gọi là gì? Gọi là bán thân bất toại, bị tai biến mạch máu não, đại khái như vậy đó. Cái con người của mình đó giống như là dân học võ, phải không? Tôi nói là khi mà các anh dùng cái chiêu của karate mà nó chặt vô hai cái cổ, nó đánh hai cái này mà nó bứt hai cái gân cổ này, đó là cái người đó phế thải, bị bể hai cái động mạch chính để mà máu từ tim nó đưa lên đầu. Và cái lăng mộ của Hồ Chí Minh được xây, được cắm ngay trên cái động mạch chính để mà đưa máu lên trên đầu đó, thưa quý vị, thưa quý ông bà và quý anh chị em. Đó, hồi sáng tôi có nghe một cái livestream cho nên tôi mới nói một chút về cái này, chứ thật ra đó thì tôi không có thời gian để nói cái này. Việt Nam mình được ví giống như một con rồng, ok, Việt Nam mình được ví giống như một con rồng, thưa quý ông bà và quý anh chị em, con rồng cháu tiên mà. Không, nghe cái câu đó không? Và chúng ta tự hào Việt Nam mình là con rồng cháu tiên. Và thật, cái bản đồ của Việt Nam mình giống như một con rồng, giống như một con rồng đang bay lên vậy đó. Rồng nó được chia ra làm nhiều loại. Nếu mà anh chị em nào nghiên cứu về rồng đó, gồm có là rồng trời này, gồm có rồng đất này, gồm có rồng nước nữa, Long Vương đó, rồng thủy Long Vương ở dưới nước không? Rồi rồng trời là gì, là Thiên Long đó, anh chị em, là những cái loại rồng đó. Rồng được chia ra làm nhiều loại. Đó, rồng được chia ra làm nhiều loại, hắc long, không? Rồi hỏa long, rồi bạch long, tức là những cái loại rồng được miêu tả qua cái màu sắc, hoặc là qua cái dáng của con rồng. Thì Việt Nam mình được cho là con rồng đang bay lên.
hai chữ bay ngửa lên để bay lên trời. Qua cái bản đồ mà những cái nhà đó, những cái nhà họ nghiên cứu đó, những cái nhà đó họ tưởng tượng ra, họ vẽ đó, thưa quý ông bà và quý anh chị em, thì Việt Nam chúng ta là như thế này. Ok, rồi bây giờ đó, cái lăng Hồ Chí Minh nó nằm ở ngay cái điểm chính, ngay cái điểm mà ở trong giữa cái đường gạch sống vô đây, thì cái lăng nó nằm ở ngay giữa đây. Ok, nó nằm ngay ở giữa chính ở trên cái đầu này đó. À, rồi bây giờ xong xuôi đâu đó rồi bây giờ sao? Rồi bây giờ tại sao anh chị em cho tôi biết đi. Anh chị em cho tôi biết là tại sao Tàu nó không có chọn chỗ nào mà nó chọn là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Hả? Tại sao vậy? Tại vì nó đánh vào tử huyệt, ba cái tử huyệt của Việt Nam. Bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, bây giờ là anh chị em là bây giờ làm giùm tôi, làm liền lấy cái tay ký vô cái mũi mình, đập vô lỗ mũi mình cái bụp cái thử coi thử chuyện gì xảy ra. Thấy không? Nó đánh vào ngay cái tử huyệt mà đánh cho mình đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Bắc Vân Phong nó nằm ở ngay cái chỗ Vân Đồn, nó nằm ở ngay đó, tức là ngay trên cái đường sống mũi của con rồng ra như vậy. Và nó đặt cái tử huyệt ngay đó, nó cấm trụ ngay đó, nó đặt tử huyệt ngay đó. Bây giờ sao mình làm sao sống còn? Thấy không? Rồi cái trái tim của con rồng nằm trên 2/3 bản thân của nó. À, đó. Tuy là đây là một cái vật tưởng tượng hay là trong truyền thuyết, à, con rồng nó là như vậy, nó không có thật. À, là sách vở để lại như thế này thế kia, không cần biết. Bây giờ mình nói theo ông bà của mình, mình nói theo cái bản đồ của mình nói theo cái sự mà người Việt chúng ta, mình là con rồng cháu tiên và đất nước mình là con rồng. Thì bây giờ một cái tử huyệt khác là ngay cái trái tim của con rồng. Done. Nó đóng ngay vô ngay trái tim của con rồng, tức là bị đập đồ, bị đâm tim và bị đập đuôi. Một cái con vật mà thưa quý ông bà và quý anh chị em, một cái con vật dù cho đó là linh thú, ok, dù cho đó là linh thú mà bị đâm vào ba tử huyệt như vậy làm sao sống được? Ok, làm sao sống được? Rồi hai cái chân mà ôm ra như vậy, nó đem nó chặt mẹ. Bây giờ cái đường lưỡi bò của nó, ok, cái đường lưỡi bò của nó từ trên xuống dưới và nó cắt mấy cái chân của con rồng. Bây giờ cái chân đó đem là giống như gọi là gì, coi chân rồng của mình nó giống như là phụng chảo, tức là chân gà làm phụng chảo rồi. À, cái chân rồng của mình là bây giờ nó làm chân gà, là chân vịt, là hấp trao rồi. Đó. Cái đường mà đường là lưỡi bò đó anh chị em, cái đường lưỡi bò nó cắt xác này. Đó. À, cắt xác luôn. Rồi bốn cái chân của con rồng là bị làm phụng chảo rồi, bị nấu rồi. Đem nấu rồi, không còn nữa. Rồi bây giờ cái mình chúng ta tự hào, chúng ta là con rồng cháu tiên, chúng ta là con rồng đất nước Việt Nam là con rồng. Bây giờ con rồng bị đập cho ba cái tử huyệt. Con rồng bị nó xách cây, nó phan vô cái sống mũi, gãi mẹ nó cái sống mũi là Vân Đồn. Nó quánh ngay cái tử huyệt xong rồi. Bây giờ nó đâm một nhát ngay chỗ cái trái tim của con rồng, nó đâm vô ngay cái điểm luôn, ngay cái tử huyệt luôn. Coi đi, đó, cái xuống này gan phổi này nọ, cái tim con rồng nằm đây chơi phát ngay đó, đóng cái trụ ngay đó rồi, phải không? Là Bắc Vân Phong đó. Rồi xuống dưới cái đuôi nó đập cho thêm một phát nữa, ngay cái đuôi con rồng là Phú Quốc. Ba tử huyệt. Nếu mà nói về phong thủy đó, ok, nếu mà nói về phong thủy đó, em gái phải nghiên cứu thật là nhiều. Phải nghiên cứu thật là nhiều. Tàu họ sử dụng phong thủy chứ họ không có sử dụng bùa ngải, nhớ nha. Phong thủy nha. Đó. Vì vậy cho nên cái phong thủy này nó vô cùng lợi hại. Nó vô cùng lợi hại. Đó là nói về theo phong thủy. Ok, đó nói về theo phong. Bây giờ nói về theo khoa học. Bây giờ nói theo khoa học, không nói theo phong thủy nữa. Cái bản đồ Việt Nam như vậy. Bây giờ ba cái cửa chính mà để giao tiếp giữa đất liền và biển, ba cái cổng giữa đất và trời, giữa đất và biển, thì người Tàu họ đóng cửa lại, họ khóa lại, họ làm chủ ở đó, chúng ta làm sao sống? Chúng ta làm sao sống? Đó, thưa quý ông bà, quý anh chị em, nói khoa học, bây giờ chúng ta nói khoa học thôi. Đừng có nói về phong thủy, phong thiết rồi gì đó. Nói, ok, mấy ông này trong cộng còn nói chuyện phong thủy. Nhưng mà tôi muốn nói một chút phong thủy để cho cô em gái hồi sáng livestream nói sai, chỉnh lại. Vậy thôi. Còn nói về khoa học đó, bây giờ chúng ta có cái điểm mà kể như ra cái vùng biển Vịnh Bắc Bộ,
là cái nơi tàu mà vào Vịnh Hạ Long, đi lên Vịnh Hạ Long, cái danh lam thắng cảnh ở đó. Bây giờ chúng ta có cái điểm, cái cửa để mà giao giao giữa trời và đất như vậy. Bây giờ tụi tụi tàu cộng nó chiếm ngay chỗ đó, nó xây căn cứ quân sự ở đó, nó xây là nhà cửa đó, nó đem rác vào trong đó, nó đổ, nó ị ra đó, nó ạch ra đó, nó đẻ con đẻ cái, nó sinh ra những cái tổ vi trùng khổng lồ ở trong đó. Chúng ta còn còn đường nào để mà đi, chúng ta còn đường nào để đi? Đó là khoa học, chúng ta nói khoa học. Rồi bây giờ giữa cái điểm mà đường cong của đất nước Việt Nam, rồi là cái khu Đà Nẵng, Nha Trang như thế này, là cái khu đó là đồng bào du lịch thế giới tới. Bây giờ đồng bào thế giới, cả thế giới nghe tới tàu là họ sợ hết. Cả thế giới, bất cứ nước quốc gia nào, chứ không phải Việt Nam, Canada, Pháp, Mỹ, Anh gì đó, là khi mà có người tàu là họ, người Mỹ họ bỏ họ đi. Một cái hàng tà, nhà hàng tàu được bao nhiêu người Mỹ vào ăn? Đồ rất là ngon chứ. Đồ rẻ mà đồ ăn vô cái buffet của tàu trả bao nhiêu, 15 đồng thôi. Mà 15 đồng trong khi đó họ chỉ mua được cái hamburger nhỏ nhỏ vậy thôi, với một ly nước ngọt thôi. Mà họ đi ăn McDonald's, thà là họ đi ăn McDonald's trả 15 đồng, 17 đồng, chứ họ không vào ăn buffet của tàu. Why? Là bởi vì không xài được. Ồn ào, dơ dáy, bẩn thỉu, mắc dại, lưu manh, bỉ ổi, đê tiện, vô liêm sỉ. Có bất cứ cái từ nào là tụi tàu nó lãnh hết. Là tụi tàu nó lấy hết. Vì vậy cho nên tụi tàu đó anh chị em, mà họ đi tất cả quốc gia, đi du lịch là dân giàu đó nha. Dân tàu mà dân mà đi du lịch, mua được vé máy đi bay là đi du lịch đó, là dân giàu đó. Mà đi vào ăn buffet họ chụp giật, thậm chí cái quầy đồ ăn của ta nó thò tay. Người ta để những cái nĩa, để những cái gắp, để gắp đồ ăn đó, nó không lấy gắp, gắp nó thò tay vô, nó bóc trong cái thau đồ ăn của người ta, nó bỏ vô dĩa của nó. Nó dơ dáy đến mức độ như vậy, nó bẩn thỉu đến một cái mức độ như vậy. Cho nên người Mỹ họ không, họ không có dám. Vì vậy cả thế giới đều sợ tàu, ok. Nhưng mà Việt Nam mình mà rinh tụi tàu vô đóng chốt ở đây, vô mở cái đặc khu, khu đặc gì ở đây, là tụi tàu nó tràn ra, thế giới nào dám đi du lịch Việt Nam nữa? Hả? Người Mỹ, người Anh, người Pháp, người quốc gia nào dám đi tới Việt Nam mà để mà đi du lịch chung với người Tàu, để đi tới đó để gặp tụi Tàu xả rác dơ dáy bẩn thỉu, vân vân và vân vân. Đó là khoa học, đó là khoa học, thưa quý ông bà và quý anh chị em. Và cái Phú Quốc là cái gì? Phú Quốc anh chị em biết là tôi đã nói rất là nhiều lần về cái vấn đề này, cái kinh đào mà xẻ cái đảo của Thái Lan để cho du thuyền, để cho thương thuyền đi qua đi lại, để mà tránh bão tránh mưa, hoặc là tu sửa lại, hoặc là thêm dầu nhớt. Và tụi Tàu nó mua Thái Lan bao nhiêu tỷ Mỹ Kim để cho chính phủ Thái Lan chấp nhận bán cái chỗ đó cho nó, để nó mở cái kinh đào. Nhưng mà Thái Lan họ không chấp nhận. Mà nếu cho tới một ngày nào đó mà họ mua gục được tụi Thái Lan, mở cái kinh đào đó và tụi Tàu nó làm chủ luôn cái đảo Phú Quốc, thì nó hút bạc tỷ tỷ, tại vì tất cả những thương thuyền, tất cả những cái thuyền bè qua lại đó đều phải trả tiền. Và nếu có vào đó thì vào đó, vào Phú Quốc để mà tu sửa, để mà mua dầu, để đổ thêm dầu hoặc tất cả này nọ là của Tàu, chứ không phải của Việt Nam mình. Đó là cái đuôi, đó là cái đuôi. Ok. Hàng trăm 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 triệu 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 ngàn tỷ Mỹ Kim nó nằm ở Phú Quốc, nó nằm ở Phú Quốc. Và tụi Tàu nó nhắm cái đó. Trong tương lai, trong tương lai cái kinh đào Syria, cái kinh đào Sarabe, kinh đào là Cung Lung Chen, mình đặt gọi là cái kinh đào Lung Tung Chen đó, mà nó xẻ được cái một cái đuôi của Thái Lan để mà nó mở cái kinh đào đó ra, nó đào được cái kinh đó để tàu bè lại rồi, thì Phú Quốc là gì? Phú Quốc là một cái trạm của thế giới. Mà Phú Quốc là một cái hòn đảo mà có thể nói là một cái trạm nghỉ ngơi tu sửa tàu bè của toàn thế giới đi ở hướng đó. Và anh cho em biết một cái chiếc tàu muốn đi ngang điều đó, đi ngang cái đường đó phải trả bao nhiêu tiền? Từ vì anh đi vào lãnh thổ của người ta mà, anh đi ngang của người ta anh phải trả tiền. Tại vì nó không phải là vùng biển quốc tế, mà nó là vùng biển quốc gia. Mà nếu anh đi vào vùng biển quốc gia anh phải mua đường đi, anh phải mua. Rồi tàu anh muốn đổ xăng đổ dầu thêm nhớt, anh phải đậu vô đó, rồi người ta đổ xăng đổ dầu cho nhớt anh nghỉ ngơi, thủy thủ đoàn đồ này nọ nghỉ ngơi ở đó, khách sạn, rồi là bỏ một đồng, lấy 100 đồng của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bà nói sao là đem một cô gái xuống đó đứng làm nỉ, là bỏ vốn tự có rồi lấy tiền về đó, Nguyễn Thị Kim Ngân nói như vậy. Thì đó là cái mà gọi là Phú Quốc, và đó là cái đuôi. Chúng ta không nói về phong thủy, tôi không nói về phong thủy, mà tôi nói về khoa học.
tức là ba cái địa điểm, ba địa điểm quan trọng nhất, ba địa điểm quan trọng vô cùng về quân sự, về chính trị, về kinh tế thì Tàu họ chiếm. Và khi mà họ chiếm rồi thì Việt Nam chúng ta chẳng còn cái gì nữa cả, chẳng còn cái gì nữa cả. Ok, còn cái gì nữa? Trời ơi, đâu có gì đâu, anh mình đi làm mướn cho Tàu cũng được mà. Lúc đó bạn không còn cơ hội để đi làm mướn cho Tàu. 1.6 tỷ người dân Tàu, họ đem dân họ qua để làm việc cho người Tàu. Chứ bạn làm sao có cơ hội đi làm mướn cho Tàu. Đúng rồi, làm sao bạn còn cơ hội đi làm mướn cho Tàu. 1.6 tỷ người dân Tàu ở bên Tàu không có công ăn việc làm. Bạn nghĩ rằng những cái công ty của Tàu ở bên Việt Nam sẽ mướn người Việt Nam làm sao? Wake up. Thức tỉnh đi. Thức tỉnh đi. Trời ơi, nói ló gì mà Tàu nó lãnh đạo mình còn sướng hơn Việt Cộng lãnh đạo mình. lại luôn. Trời ơi, chưa đâu em. Chưa đâu. Tân Cạn, Tây Tạng, Tân Cương. 42 triệu người dân, bây giờ còn 6 triệu thôi. À, còn 6 triệu thôi. Vậy thì 30 mấy triệu người đó họ đi đâu? Hả? Coi thống kê đi. Đọc tài liệu coi thống kê đi. Trả lời cho tôi biết 30 mấy triệu người của Tân Cương Tây Cạn họ đi đâu? Bây giờ họ nằm trong những cái cơ thể của đảng viên Tàu. Cái thận của anh Mun San gì đó của Tây Tạng đó bây giờ nằm ở trong cái body, nằm ở trong cơ thể của thằng Liu Linh Chin là tỉnh trưởng, là tỉnh bí thư tỉnh, là Win Chong. La Lách của chị Liu Quân, La Lách của chị Liu Quân ở Tây Tạng bây giờ nằm ở trong La Lách của cái anh đó, của bà đó. That's all. Cơ thể của những người Tân Cương Tây Tạng mà cái con số từ 42 triệu người dân xuống giờ xuống còn có 6 triệu. Okay, 6 triệu, tức là 36 triệu người bị diệt chủng, bị bắt đem đi. Và lúc đó họ không cần vì đưa về Tàu đâu. Lúc đó các bạn khỏi cần qua Tàu để mổ, để mà lại lấy nội tạng bên Tàu. Họ sẽ có những cái xe di động, họ sẽ có những cái xe bệnh viện di động và họ chạy trên đường phố. Các bạn đừng nói biểu tình, lúc đó các bạn càng biểu tình Tàu Cộng họ càng thích. Bây giờ là cơ hội chúng ta biểu tình. Mà bây giờ nếu chúng ta không biểu tình đó, lúc đó rồi đó, sau năm 2020 đó, các bạn càng biểu tình, người Trung Cộng họ càng thích. Là bởi vì sao? Họ sẽ bắt các bạn bỏ lên những cái xe bệnh viện di động, mổ lấy nội tạng tại chỗ, bỏ vô ướp lấy nội tạng tại chỗ, chuyển về cho Tàu. Ok, chúng ta không có cơ hội nữa. Đó, thưa quý ông bà và quý anh chị em, vậy thì tại sao chúng ta biết được là Tàu nó chọn ba cái địa điểm đó? Khi mà chúng ta biết được tụi Tàu nó đã chọn ba cái địa điểm đó, là ba cái địa điểm thuận lợi về vấn đề kinh tế đầu tiên, tới đó vấn đề quân sự, mà bây giờ chúng ta vẫn còn thờ ơ với thời cuộc, chúng ta vẫn còn thờ ơ với mọi công việc, thì thưa quý ông bà quý anh chị em, còn cứu được hay không? Ok, rồi xong. Thưa quý ông bà và quý anh chị em, hôm trước tôi có nói về vấn đề 720 km vuông mà Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là lúc đó là Trần Đức Lương rồi, giao cho Tàu đó. Đây là cái bản đồ Việt Nam. Ok. Thực ra đó thì trong cái đoạn này đó, thưa quý ông bà và quý anh chị em, chúng ta mất cái khoảng đất này tự vì cái thành phố mà Chowi đó, Chongyuo đó, cách ở biên giới chúng ta chỉ có 26 km thôi. Nhưng mà bây giờ từ đây xuống tới đây, tức là cái bản đồ nó đã bị vẽ lại. Anh chị em thấy cái đường đậm không? Những cái đường đậm đó, thành phố Lào Cai hồi xưa muốn từ Lào Cai, từ ngay trung tâm thành phố Lào Cai đi ra biên giới, bao nhiêu km mới tới. Nhưng mà bây giờ ngay trung tâm thành phố Lào Cai, một cái hình chữ V ngay đây, cái điểm này, đó, thưa quý ông bà và quý anh chị em, là biên giới của Tàu. Lai Châu, Lào Cai,
Hà Giang chúng ta mất bao nhiêu đất? 720 km vuông, tính ra tổng số đất chúng ta bị mất. Vì vậy cho nên khi mà nó lấy được cái phần đất này rồi đó, là bây giờ trong tương lai nó sẽ lấy luôn cái Vân Đồn nằm ở ngay cái điểm mà tôi nói là ngay cái mũi của con rồng đó. Đó là trong tương lai đó, là khi mà bị lấy như vậy rồi đó, là thưa quý ông bà và quý anh chị em, từ cái mỏ than Cẩm Phả nữa, lên tới cái đường này đó, là nó sẽ nó không còn là cái này nữa. Ok, nó không còn là cái này nữa, mà nó sẽ lấy dài xuống tới dưới này luôn, lấy luôn cả cái đó luôn, là chúng ta đã bị mất rất là nhiều. Đó, bây giờ anh chị em cho tôi biết đi, tại sao phải vẽ lại đường biên giới? Là bởi vì Đảng Cộng sản phải cắt đất giao cho Tàu, và cái Mỹ từ đó, cái Mỹ từ họ gọi là vẽ lại đường biên giới, mà tôi đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Biên giới của Việt Nam và Tàu có từ ngàn xưa, có từ hàng ngàn năm về trước, không có một cái lý do nào, không có một cái lý do nào tự nhiên đi vẽ lại đường biên giới cả. Đường biên giới bên kia của anh là của anh, bên này của tôi là của tôi. Không có đất chó nào tự nhiên anh mua biên giới anh qua bên tôi cả. Không có lý do đó. Anh không có quyền gì cả. Nhưng mà họ dùng cái Mỹ từ là hai nước vẽ lại đường biên giới. Sao người dân không đặt câu hỏi là tại sao phải vẽ lại đường biên giới? Mắc mớ gì nhau mà phải là vẽ lại đường biên giới? Khi không vẽ lại đường biên giới để làm cái gì mà bây giờ chúng ta mất hơn 720 km vuông đất liền? Thưa quý ông bà và quý anh chị em. Rồi. Anh chị em thấy vùng biển Vịnh Bắc Bộ không? Ok, vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Hải Nam, đảo Hải Nam, tàu rất là nhiều. Hồi xưa đó, thưa quý ông bà và quý anh chị em, là chúng ta ok, đây là hồi xưa à, hồi xưa chúng ta dài ra từ bên này, cái mảnh đất ở trên này đó, trước khi giao cho tàu đó là chúng ta có mảnh đất này. Và cái vùng biển Vịnh Bắc Bộ của chúng ta nó rộng ra như vậy. Bây giờ đó, thưa quý ông bà và quý anh chị em, bây giờ được vẽ lại, ok, không có từ ở đây nữa, ok, không có từ ở đây kéo dài xuống qua bọc cái đảo Hải Nam của tụi tàu nữa, mà bây giờ chúng ta phải từ cái đường biên giới mới nữa, ok, từ cái đường biên giới mới nữa. Đó, ok, từ cái đường biên giới mới này sát vô bờ, từ đây xuống đây đó anh chị em, nó đem súng cà nông nó bắn vô tới đất liền của mình. Tụi mà hải pháo đó, tức là tụi tàu của tụi tàu đó, tụi hải quân đó, nó để tàu ở ngoài cái này nó bắn pháo mà pháo cỡ 12 ly 7 đó, nó bắn cũng vô súng 12 ly 7 nó bắn cũng tới mình. Và chúng ta mất 3 phần biển Vịnh Bắc Bộ. Chúng ta mất 3/4 vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Chúng ta mất hết. Chúng ta mất nguyên cả một cái vùng biển này, chúng ta mất hết nguyên cả một cái vùng biển như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ có chèo ghe, đi ghe tàu nhỏ trong này để mà đánh bắt mấy con cá lồng tông, mấy con rút, mấy con cá lồng tông nhỏ thôi. Chứ chúng ta không phải để ra khơi được. Chúng ta không ra khơi được. Đó. Để trả lời cho những cái bạn nói là anh ơi, anh có thể giải thích về cái vấn đề 720.000 km vuông và 3/4 vùng biển mình bắt đầu. Thì cái bản đồ tôi lấy ra để tôi chỉ cho các bạn thấy. Tôi chỉ cho các bạn thấy, các bạn ở trong Nam, các bạn còn chưa bao giờ đi tới bản đồ, các bạn sẽ thấy được cái bản đồ, sẽ thấy được cái bản đồ hồi trước khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm đất nước, là đất nước Việt Nam chúng ta rộng như thế nào. Và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm nước và ký những cái văn kiện để cắt đất và cắt biển, trả nợ cho tàu, thì chúng ta bị co rò lại như thế nào, chúng ta mất nước như thế nào. Ok, that's all. Vậy thôi, đây là đất liền. Đây là bản đồ đất liền bị cắt, thưa quý ông bà và quý anh chị em. Đó là bản đồ đất liền bị cắt, chúng ta bị mất như vậy đó. Cái đường đen đó là cái đường biên giới cũ, okay? Cái đường đen là đường biên giới cũ, và cái đường lạ này là đường biên giới mới. Đường biên giới mới, bản đồ Việt Nam đó. Ok, rồi. Đó là đất liền và đây là bờ biển. Đây là biển Bắc Bộ, vùng biển Vịnh Bắc Bộ, thưa quý ông bà và quý anh chị.
Đường đang nối liền là hồi xưa. Đường đang nối liền là hồi xưa và đường đang gạch gạch là bây giờ. Tức là chúng ta mất hết hơn 3/4 vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Ok, chúng ta bị tụi Tàu Cộng nó lấy giống như vậy đó. À, bây giờ cho nên nói tới như vậy, chúng ta phải có khái niệm, chúng ta phải biết được là cái sự việc nó xảy ra như thế nào. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại cắt đất cắt biển dân cho Tàu? Và một lần nữa tôi trả lời với quý vị là bởi vì người Việt Nam chúng ta nhận viện trợ của Tàu. Xin lỗi, rút lại lời nói, người Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam nhận viện trợ của Tàu, mượn Tàu, mượn của tụi Tàu Khựa là súng đạn, vũ khí, xe tăng, tàu bò, MiG-21, MiG-19, MiG-17, MiG-21, tăng T-54, tăng T-58, tăng T-14 hay gì đó, B-40, B-41, quả tiễn SAM, SAM-7, SAM-9, SAM-12, đó, AK-47, mình claim, lựu đạn, chài, whatever, đại khái, tất cả những loại vũ khí. Và bây giờ họ phải trả nợ. Và bây giờ họ phải trả nợ. Chứ không gì cả. Một bên là Tàu nó nói ok, bây giờ mày muốn đánh thằng miền Nam hả? Dạ, ông, em phải đánh Việt Nam để mới cướp được chứ. Giờ, vậy sao? Dạ, bây giờ em không có vũ khí, anh có cho em mượn không? Rồi, tao cho mày mượn. Tàu nói là lị lần có lo ha. Lị lần có lo, ngộ cho lị mượn, cho ngộ mượn bao nhiêu súng lặn. Ngộ muốn bao nhiêu súng lặn, có bấy nhiêu súng lặn, đưa súng đạn hết cho thằng Bắc Việt, để cho thằng Việt Cộng. Để chi? Để nó đánh miền Nam. Và bây giờ nó lấy miền Nam xong rồi thì nó phải trả nợ. Thì nó phải trả nợ. Nó phải cắt đất đưa cho Tàu thôi, thưa quý bà và quý anh chị em, đâu có nói gì đâu. Có người hỏi tôi đó là khi mà anh nói tới cái tỉnh Phúc Kiến của Tàu hồi xưa đó, nó như thế nào, nằm ở đâu, thưa quý ông bà và quý anh chị em. Đây là tạm thời tôi lấy cái bản đồ của Trung Cộng. Tỉnh Phúc Kiến đó, cái tên tiếng Anh của nó là Julian, Quang Hổ. Nó là một cái khu đất rất là rộng lớn. Anh cho em vào lên Google đánh cái chữ Julian, chữ này nè. Rồi nó sẽ ra cái tỉnh Phúc Kiến cho anh chị em thấy. Là một cái tỉnh mà họ là rất là giàu có thời bây giờ. Họ rất là giàu có, họ thương mại, họ buôn bán, họ có vùng biển, họ có đất liền, họ rất là giàu có. Và cái quân đoàn 2 đó, trong 6 cái quân đoàn của Cộng sản Trung Cộng lúc bây giờ đó, của Mao Trạch Đông lúc bây giờ, cái quân đoàn 2 là một cái quân đoàn lớn nhất trong 6 quân đoàn. Và cái bộ tư lệnh của quân đoàn 2 đóng tại tỉnh Phúc Kiến. Cái bộ tư lệnh đóng tại tỉnh Phúc Kiến. Và cái tỉnh Phúc Kiến cũng là cái tỉnh mà có cái cờ đỏ sao vàng đó anh chị. Cho nên trong cái cuốn sách mà cuộc đời hoạt động của Mao Trạch Đông, ông bác sĩ người Tàu, ông viết cái ông mà bác sĩ riêng đó, ông bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông đó, sau này ông chạy, ông trốn qua đại lục, qua Đài Loan đó. Ông trốn qua Đài Loan thì sau này ông có viết cái cuốn mà cuộc đời hoạt động của Mao Trạch Đông. Trong đó có cái nói cái đoạn về Hồ Chí Minh mà đi tới Bắc Kinh. Đi tới Bắc Kinh diện kiến là Mao Trạch Đông để xin chỉ thị, xin lệnh và xin cái cờ về để mà chọn cái cờ cho Việt Nam để mà đánh giặc lúc bây giờ. Thì khi tới Bắc Kinh đó thì Mao Trạch Đông đi Hồ Nam. Hồ Nam là cái nơi sinh đẻ của Mao Trạch Đông. Hồ Nam là quê của Mao Trạch Đông. Vì vậy cho nên đó là Hồ Chí Minh mới gặp Chu Ân Lai ở Bắc Kinh. Rồi mới cùng với Chu Ân Lai đi tàu hỏa, tức là đi tàu lửa đó anh em, về Hồ Nam. Rồi mới gặp ở một tuần, ở gặp Mao Trạch Đông ở Hồ Nam. Thì lúc đó bàn thảo đó thì họ mới chọn cái binh đoàn 2. Họ chọn cái cờ của tỉnh Phúc Kiến để làm cái cờ hiệu, để làm cái cờ cho Hồ Chí Minh đem về cho cái cuộc đấu tranh ở Việt Nam. Cho nên chúng ta có cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của Tàu và lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, của Bình Đồn Thái, nó nằm ở trong cái khu vực này của Tàu, thưa quý ông bà và quý anh chị em. Okay. Nghiên cứu thêm là mình sẽ biết được cái điều đó. Rồi. Rồi là trong 2 ngày vừa qua, thưa quý ông bà và quý anh chị em, trong 2 ngày vừa qua chúng ta thấy có nhiều cái video mà nước ồ ạt từ ở trên vùng cao đổ xuống ở tại Lào Cai. Và hình ảnh rất là thân thương, rất là đau thương. Nhìn những cái tấm hình này đó, ai cũng động lòng cả.
Những người dân bị nước lũ cuốn chết. Những em bé bị nước lũ cuốn chết, thưa quý ông bà và quý anh chị em. Thử hỏi những nhìn những cái hình ảnh đó ai không động lòng. Nhìn những cái tấm hình như vậy, nhìn những cái ảnh đó ai cũng động lòng cả, thưa quý ông bà, quý anh chị. Và những người đưa những cái tài liệu đó lên, những người đưa những cái video đó lên bảo rằng là mưa lũ. Tôi đi vào trong đài khí tượng của Cộng sản Việt Nam tôi tìm. Lào Cai Việt Nam. Mưa chỉ có một hạt thôi. Làm sao có lũ? Ok. Tôi đi vào đó là dự báo thời tiết của Lào Cai. Tôi tìm nhiệt độ của Lào Cai là 2 ngày trước, ngày 22, ngày 23. Tức là 2 ngày trước cái ngày mà trước một ngày xảy ra cái sự việc và ngay cái ngày xảy ra sự việc. Đây là tôi lấy cái dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết của Lào Cai ngày 22, ngày 23 và ngày 24, tức là ngày hôm nay. Nhiệt độ dự báo là 83 độ F, thưa quý ông bà và quý anh chị em, 83 độ F. Và mưa đó có sấm chớp mà mưa chỉ có một hạt. Mưa chưa tới 10mm. Làm sao có cái lũ mà để mà tràn xuống mà để giết người như vậy được? Tell me. Các ông đài khí tượng lại đi tố cáo những cái ông mà kể như là đi xả lũ. Mấy ông đi xả đập thì mấy ông phải liên lạc với tụi đài khí tượng, nói ê đài khí tượng tụi bay phải bỏ làm sao để mưa nhiều nhiều lên để tụi nó chết, người dân chết, nó không có đè tao, tụi tao ra nó khỏi tội. Đúng không ạ? Sửa lại đi. Đảng Cộng sản làm ơn mấy ông đài khí tượng, làm ơn vô sửa lại giùm đi. Ok, chứ không qua mặt được thành sấm sét. Nó rất là easy, không có gì cả. Một cái mưa phùn sấm chớp thôi mà có thể hàng trăm ngàn mét khối nước đổ xuống như vậy hay sao? Hả? Một cái mưa phùn, một cái mưa mà coi trong những cái video, thậm chí có những cái video không có mưa luôn mà nước âm âm ao ao đổ xuống cả tỷ ngàn tỷ mét khối như vậy để trôi cả làng, trôi cả xã như vậy. Trả lời tôi thử coi, thưa các ông. Các ông phải biết làm việc với nhau. Những cái ông mà xả lũ đó, những cái ông gọi là xả đập đó, các ông phải gọi cho tụi đài khí tượng, ok? Hello đài khí tượng ơi. Làm ơn là tụi bay nói giùm là tụi bay bỏ tấm hình là mưa nhiều nhiều nha. Ha? Phải làm sao bỏ hình mưa lên là 8-9 hột mưa là phải nhiều lên. Ha? Thì tụi tao là mới nói được là do lũ, là mưa lũ gây ra. Còn cái này đó, còn mày bỏ vô có một hột mưa. Ha? Mày bỏ vô là có một hột mưa, có một chấm mưa như vậy thôi. Rồi làm sao người ta tin được? Thưa quý ông bà, thưa quý anh chị, không phải là lần đầu. Đây là không phải lần đầu. Những lần trước đó, họ xả đập đó, họ cũng dùng chữ là mưa lũ. Mưa là gì? Mưa là hiện tượng nước từ trên trời rớt xuống, gọi là mưa. Nhưng mà nước ở trên trời không rớt xuống thì gọi làm sao gọi là mưa lũ được? Mà phải nói là xả đập lũ. Ok, phải dùng từ cho chính xác, đừng bị dân cái búa đâu rồi, cái búa đó rồi. Đập một cái bể cái đầu bây giờ mấy gì cầm kia ha, phải gọi là xả lũ chứ không phải là mưa lũ. Mưa lũ là không chịu à, mưa lũ là cậu chính không chịu à. Mưa lũ là gì? Mưa là nước từ trên trời rơi xuống, hiện tượng mưa rất là rõ ràng. Mà đây không có hột mưa nào hết mà tự nhiên nước âm âm ào ào về, cả ngàn tỷ mét khối nước về, trôi làng trôi xóm, chết bò chết heo chết gà chết người chết tùm lum tà la. Rồi đi lấy những cái tấm hình đó bỏ lên internet, bỏ lên tivi báo chí để kêu lòng thương hại của người hải ngoại gửi tiền về cứu họ. Họ buôn bán trên thể xác của người chết, họ làm tiền trên xác của người chết. Một tay
họ xả cái đập ra để cho nước tràn xuống chết người. Một tay họ lấy khiêng những cái xác chết đó sắp lại giống như là cái đục như vậy rồi chụp hình quay phim. Đồng bào ơi, trời ơi, lạ lanh đùm lạ rách, đùm lạ lá rách, đùm lạ tạ tới. Người giàu thương người nghèo, gửi tiền về đi, gửi tiền về đi. Lá cái gì? Các ông là những, họ là những kẻ giết người. Mà họ giết người, họ quay lại kêu chúng ta là đi góp tiền cho họ. Đó là điều vô lý, đó là điều rất là nghịch lý, thưa quý ông bà và quý anh chị. Hồi xưa đó, còn anh Việt Dũng đó, những cái lần mà lâu lắm rồi, năm 1900 mấy đó, có một trận lụt ở miền Trung đó anh chị. Tôi đi cũng đi vận động, cũng đi về San Jose rồi, cũng vận động rồi với anh em làm đủ thứ đó. Cho tới xong xuôi đâu đó, mình gọi về người nhà mình ở Huế đó. Hỏi rồi có nhận gì không? Đấy, mố, còn nhận chứ mố. Thùng mi còn không có nữa, nhận cái chí. Làm chứ có tiền, anh nội sao chứ không có đồng mố đâu, không có. Mà trong khi đó hai cái thùng container, anh chị em đóng vô thùng, hai thùng container, nào là mì tôm, nào là mùng mền, chăn chiếu gối, đồ này nọ gửi về Việt Nam. Đi lên đi suốt liền. Tiền bạc gửi về như thế này thế khác. Mà người ở Việt Nam không nhận, họ nói là không có nhận được đồng nào ở hải ngoại cả. Họ chỉ nhận được mì tôm, nhà một nhà được 10 gói mì tôm, tức là chưa được nửa thùng, một thùng là 24 gói. Một nhà như vậy nhận được 10 gói mì tôm. Và những cái gói mì tôm đó, những cái thùng mì đó đều có con mọc của mặt trận tổ quốc đóng lên những cái thùng mì đó, chứ không phải người hải ngoại giúp đỡ. Người hải ngoại không có giúp đỡ gì cả, mà là mặt trận tổ quốc của Cộng sản Việt Nam giúp đỡ cho người bị lũ lụt. Đó là cái khốn nạn, thưa quý vị, thưa quý anh chị em.